Vâng, chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh âm thanh Quốc Hùng. Hôm nay em sẽ làm clip test đôi loa Digital DS-35B-MK2. Đôi loa này mới vừa bên em. Đêm trước em đã có làm clip giới thiệu chi tiết đôi loa. Đôi loa sở hữu Bass 30 nha anh em. Rất là gấu. Không rất là gấu. Nó kết hợp với con âm đi lúc ngoan đều vừa một lên âm. Công suất 250W. Và em xin cũng phép cũng báo giá là cái bộ sản phẩm này âm đi lúc man đều vừa một lên âm giá 6.7 bao ship toàn quốc cho nên đôi lo bê tông BS-35B MK2 giá 6.500.000 không bao ship. Anh em có nhu cầu mua hàng xin liên hệ hai số điện thoại trên màn hình, số đuôi 707 là số chính thôi em. Anh em kết bạn Facebook, Zalo, số đuôi 707 để biết thêm các sản phẩm mà bên em về và đặt bán. Và cái sản phẩm mà bên em toàn là hàng bãi, hàng tiến chọn nha anh em, hàng tiến chọn bãi về rất là đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn nha anh em. Anh em nào xem video cảm thấy hay thì đừng tiếc bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh em và luôn để luôn được cập nhật và tham khảo các mặt hàng bên em về, em sẽ phát trực tiếp lên kênh. Anh em tham khảo chi tiết giá và cũng như là cái bình tặng sản phẩm mà bên em có. Rồi giờ mời anh em thẩm âm chất âm của cái đôi lo này được đánh bởi âm linh lúc man lờ vơ 105. Mai qua cơn mê xa cuộc đời bệnh mông tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thân dài ta nặng tình sóng trời. Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một mùa lạnh đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng vì người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dần vui. Trời xưa vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em hồn thành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương.
anh em đã theo dõi video và hẹn anh em gặp lại anh em ở video sau. Anh em xem video nhớ bấm cái kênh ủng hộ em nhé. Rồi, tạm biệt anh em.